Theo ước tính của Bộ Công Thương, dự kiến mỗi năm có ít nhất 68.000 tấn sầu riêng Made in Việt Nam được bày bán tại các cửa hàng chuỗi siêu thị của Trung Quốc. Theo các chuyên gia, để trái sầu riêng mang về giá trị tỷ đô, cần có các giải pháp mang tính bài bản, chuyên sâu nhằm phát triển ngành hàng này một cách bền vững cũng như phòng chống các rủi ro trong thương mại. Tới đây, tỉnh Đắk Lắk tiếp tục thiết lập 35 mã số vùng trồng với tổng diện tích hơn 2.000 ha. Số lượng này có thể tăng lên khi hồ sơ của các vùng trồng khác đang tiếp tục được gửi đến Tổng cục Hải quan Trung Quốc xem xét phê duyệt. Do đó, thời điểm này, tỉnh Đắk Lắk đang triển khai mạnh mẽ các giải pháp xây dựng hệ sinh thái sầu riêng với sự tham gia của cơ quan quản lý, doanh nghiệp, nông dân và hợp tác xã. Là chúng tôi đã có những hệ thống kiểm soát ngay dưới hướng dẫn cho bà con quy trình trồng trọt để đảm bảo các cái tiêu chuẩn của phía đối tác đưa ra ngay từ dưới hợp tác xã. Như một số hiện tại chúng tôi đã liên kết được rất nhiều hợp tác xã trên toàn tỉnh. Đấy, nhưng mà đây mình có được sự phối hợp nhịp nhàng hơn nữa thì để công việc sẽ hiệu quả hơn. Việc tham gia vào hệ sinh thái sầu riêng sẽ giúp quá trình từ trồng, chăm sóc, thu hoạch, sơ chế, đóng gói được thực hiện một cách chuyên nghiệp và minh bạch. Đó mới là yếu tố tiền quyết tạo nên sức sống của trái sầu riêng ở thị trường hơn 1,4 tỷ dân này. Hiện nay mới có một cái quy định là nếu anh sử dụng không đúng cái mã vùng trồng thì có thể bị thu hồi, và nếu khắc phục không tốt thì sẽ bị hủy luôn mã vùng trồng, mã cơ sở đóng gói. Tuy nhiên là sắp đến nó sẽ cái chế tài, tôi cho rằng là sẽ cần phải nhiều cái mức độ khác nhau và nó phải là chặt chẽ hơn và kiểm soát được hết cái tình hình có thể xảy ra cái vi phạm để đảm bảo giữ được cái uy tín. Bây giờ đến lúc là chúng ta nhìn thị trường để chúng ta sản xuất chứ không phải chúng ta sản xuất rồi chúng ta đi tìm kiếm thị trường. Thành ra đây là câu chuyện vừa là mang tính chất của quản lý nhà nước nhưng mà cũng đòi hỏi một cái trách nhiệm rất lớn của người nông dân. Bởi vì người nông dân chúng ta rất là đông, chỉ cần một người làm thì có thể làm nó không, nó làm mất đi một hình ảnh của mình thì nó sẽ hệ lụy cho cả một cái hình ảnh của một cái ngành sản xuất đầy tiềm năng của chúng ta. Để những tấm hộ chiếu xuất ngoại của sầu riêng trở nên bền vững, điều cần thiết phải có sự đoàn kết giữa nông dân và doanh nghiệp, tránh tư duy chen chúc giành giật nhau, và hơn hết là tuân thủ nghiêm túc các quy định của Trung Quốc, không chỉ khi được kiểm tra mà là xuyên suốt cả quá trình sản xuất.